sợ các ngài tẩy chay tôi hôm nay tôi xin hiến các ngài một thiên ái tình tiểu thuyết nhưng ái tình tiểu thuyết tôi vốn không quen viết nên tôi chỉ dám coi nó như câu chuyện chó chết mà thôi ông hàng xóm tôi mới đem ở hà nội về một con chó trắng ông đặt tên cho nó là tớp cơn tớp tôi chẳng biết có cái gì đáng quý nhưng mà trời ơi gớm ông ấy làm bộ như một bà mẹ có con gái đến thì ông ấy khoe khoe những đức tính nó thế nọ thế kia nghĩa là con chó ấy chẳng may chó đến nỗi phải làm kiếp chó, chưa giá được làm người, thì tất cũng phải làm đến gì gì chứ chẳng vừa. Thế nhưng tôi tưởng làm cái giống chó An Nam mình, thì dù có tài xuất chúng đến đâu cũng vậy, sự nghiệp bất quá cũng chỉ đến giữ nhà cho chủ là hết. Mà có hơn chó thiên hạ về cái thỉnh thoảng được phát tài vì có bổng ngoại, nhưng dăm ba bãi tiệc ấy, bất quá cũng chỉ là cái bã giả của người ta mà thôi, ngon gì. Ấy là nói những giống chó khôn biết thân phận làm kiếp chó, chứ nếu lại có tính ngông nghênh mà cắn trộm, bạng nhạc mà ẳng xăng, hoặc dại dột mà vục đầu vào chỉnh tương hay niêu cá chẳng hạn, thì đeo giềng vào cổ lúc nào không biết đấy. Vậy mà chó nhà quê thì mới thế, chứ nếu chẳng may ở các thành phố lớn, luật pháp nghiêm ngặt, mà quá giờ tiên sinh cứ tự do ngôn luận oang oang lên, hoặc ban ngày, tờ lờ mờ đi ra đường chơi phiếm, thì có mà tù sớm. Chính con chó tớp của ông hàng xóm tôi sở dĩ bị trục xuất cảnh ngoại, cũng chỉ vì tội nhiều khi đang đêm, không biết cao hứng cái gì, cứ diễn thuyết dầm lên, hô hào giữ đến nỗi cả nhà mất ngủ, lại mới đây giữa ban ngày ban mặt, nó dám công nhiên nói vô phép các ngài, nó dám công nhiên hiếp dâm ngay con chó con mới mua buổi sáng. Vô đạo thật, chẳng biết rằng nó đoán là chủ nó định tống cổ nó, nên nó mới dở thói cẩu trệ định làm hại cho mà làm ăn suối quẩy, hay nó cố tình làm mất trinh trị đồng nghiệp sắp hớt cẳng nó nhưng cứ xem cái đời tư của nó như thế, thì dù ông hàng xóm tôi có làm trạng sư bênh vực nó kỳ cùng, tôi cũng kết luận rằng ở nhà quê này mà con tớp cứ dở cái thủ đoạn ấy ra, thì có ngày chết mất mạng. Con chó tớp được về nơi rộng cẳng, lấy làm khoái lắm. Ngày lúc mới được thả xích ra, nó loang quang chạy hết đằng sau ra đằng trước, nhà dưới lên nhà trên, hễ động có ai qua ngõ, là anh chàng chạy ngay ra chất vấn. Chẳng bù với khi còn ở ngoài tỉnh cả ngày phải khóa miệng có cất lên một vài tiếng để làm trầu chay cho đờ buồn thì đã bị mắng trời rầm dĩ. ở nhà quê được hít không khí trong sạch được vận động luôn chân lại được ông chủ cho ăn uống tử tế nên tớp ta mập mạp, trắng nõn trông ra phết anh chi ngày mới ở tỉnh về nó hay hông hách thấy ai lạ cũng định gây sự nhưng từ hôm bị cái gậy đầu tiên của thằng mọ dáng vào lưng thì nó cũng lịch duyệt hơn một chút không chơi dại nữa bớt sự bắn nhắng, Thấy ai qua ngõ, nó chỉ gâu một tiếng soàng gọi là tác oai, rồi cúp đôi nhanh nhầu chui tọt vào hàng rào, giữ thế thù cẩn thận, mới dám thò đầu ra, trợn mắt, dơ nanh, gầm gừ cho đến khi người ta đi khuất. Nhưng ở nơi thôn dã này, thì sự canh gác của nó chỉ cần có trong khi đêm tối, nên rồi nó cũng bắt trước ngay các đồng nghiệp nó, cả ngày nằm cuộn tròn ở công, gọi là chiếu lệ, rồi đánh một giấc ngủ dài cho tiêu thì giờ. Nghề thế nhàn cư vi bất tiện, nếu cứ ngày đánh hai bữa no phình bụng rồi, là xiết, suốt cả buổi trưa thì cuộc đời tẻ ngắt, mà cái thanh niên cũng đến mòn mỏi đi mà thôi. Cho nên được độ nửa tháng, người ta đã thấy con tớp đứng tụ họp ở ngã ba, với răm bảy con chó quanh đấy. Cái tính chơi bời của nó nảy nòi ra từ khi nó còn ở chốn ngàn năm văn vật, này nó thấy một nơi mà bất cứ đức hay cái tụ bạ để làm chỗ hẹn hò, như bờ hồ hoàn kiếm, như trong cuộc chợ phiên của chúng ta thì muốn chừng nó cũng chạy nông nỗi riêng nên cứ đúng giờ giấc là nó lưỡng thưởng ra đó để gạ gẫm giờ trò trai gái. Mà trong cánh ấy, trông nó bột nhất, ngày nào cũng vậy bộ lông trắng nuột như quần áo mới giặt là. Dành là nó ăn đứt tụi con cộc, con sùng, con vằn, con vệt, trông nhà quê quá. Khoa tán gái chẳng hay nó học ai, mà nghe chừng mà lắm, chẳng thế những tiểu thư mực khoác bộ áo nhung, tiểu thư đốm mặc hàng bom bay, nó điều nước non được cả thì ra có bộ mã tốt bao giờ cũng vẫn dễ làm si tình, cho nên cái số đào hoa của anh công tư tớp đã làm cho trong làng yêu, nhiều tay phải phát tức. Rồi chẳng bao lâu, con tớp một tay chôn biết bao cành phù dung. Nhà nào có những chị mới nứt mắt ra là nó cũng đâm vào cho kỳ được. Dù lần đầu có cự tuyệt, nhưng đến lần thứ hai, hay lần thứ ba là cùng chị ả à phải cảm ngay chẳng có duyên ấy. Thế rồi nó rủ dê ngay ý trung nhân ra lụy tre để chỉ non thề biển nhiều người bắt gặp nó dở cái mặt chó, ở ngoài đường lấy làm trướng mắt, đã giọt cho nó bao nhiêu phen nhưng chó đen giữ mực, nào nó có chưa. Đến nỗi chỉ một mình nó, mà trong mót một tháng trời, bao nhiêu bạn gái trong xã hội mõm nhọn, nhất là bọn cấp tiên đều bị hư, hoặc chừa hoang vó nó cả. Bợm thế đấy, cậu phong lưu công tử nổi tiếng trong áng nguyệt hoa hồi ấy, chắc táng lắm mà không có sâm nhưng quế phụ để tầm bổ, cho nên đâm ra yếu ớt gầy gò đã nhiều bẩn, vì sự ghen tuông, nó bị những tình địch trong yêu giới đồng minh nhau cắn nó kịch liệt, có khi toạc đầu xẻ tay suýt thành án mạng to. Nhưng giá như độ trước, hẳn nó lăn lưng vào một phen sống mái để giữ thể diện với gái. Nhưng độ này thì người anh em đành chịu tho, dàn lòng tạm ly biệt mấy cô nhân ngãi mà cúp đuôi cắm cổ chạy một mạch về nhà, chui tọt vào gầm phản. Nhưng mà đã có thói đa tình, thì dù có mắc bệnh gần chết cũng vẫn ngứa cái đó chó cũng như người. Kìa, vết thương hồ lành, người ta đã bắt gặp nó đi mỏ gái, mà lần này quái làm sao, nó đánh hơi biết ngay là trong nhà kia, mới có cô chó Tây rất sụp. Còn tước vừa thoạt trộm liếc dung nhan của cô bạn mẫu quốc đã đâm ra mê đặc, trờn vờn ngay đến gần. Muốn chừng nó cũng như ta, thấy món lạ thì thích nếm cho rộng kiến văn, nên ngày nào nó cũng đến tán tỉnh hai ba dạo chẳng biết mắt xanh nàng có lọt chàng anh đi dền hay không nhưng dù có chim được mà cứ phải pho mát hão huyền như thế thì thá gì cho nên xin chẳng trước hết nghĩ đến vấn đề phụ nữ giải phóng cô ả à chó tây đây thật đáng gọi là một trang thiêu nữ tân thời đủ làm cho chim xa cá lặn này hưu cốt cách vượn tinh thần mà gấu ghen thua mõm cọp hơn kém nanh mỗi khi hoa gầu ngọc ẳng tiếng oanh như rung động dây đàn tim của tớp như oán như thanh không những thế, chiếc vòng da đeo quanh cổ, bộ lông nhảy chết vào mình trông đặc vi mơ, lại như tăng cái nét yêu kiều của tấm thân mơn mơn. Nói tóm lại, con chó tây đáng gọi là một đóa hoa khôi, một môi sao sáng, khiến cho mỗi khi chàng tớp loanh quanh người người bên trốn khuê củi, cũng không muôn về nhà nữa. Rồi thế quái nào, chẳng biết ngôn ngữ của hai giống chó ấy có đồng hay không? Nhưng chắc tớp ta sinh trưởng ở đất Hà Nội, thì cũng nói được dăm ba tiếng bồi nên đông tây gặp nhau ngay. Có một hôm, con tớp cũng diện bộ cánh mọi khi đương bắt trước hệt như cái mốt ngoáy ba tong công tử bột mà ngoe nguẩy cái đuôi, lượn xung quanh củi nàng, thì có một đứa bé con ra phang cho một que củi vào lưng, sợ xấu hổ với nhân ngãi, và tức vì bị ngăn trở trong cuộc vui vẻ trẻ trung, tớp ta ngoạm ngay cho một miếng vào đùi thằng bé, rồi đi bài tổ mã. Đứa bé kêu rầm, cả nhà xô ra đuổi tớp, nhưng không kịp. Thế là con tớp có một một bọn thủ nhân, họ bàn với nhau, rồi sẽ đánh tớp chết, mà người anh em thì kịch, ba bốn hôm không dám thỏ mõm ra ngoài. Nhưng ngọn lửa dục bao giờ cũng cướp hết ánh sáng của sự suy xét, người cũng vậy mà chó cũng vậy. Rồi chắc rằng tớp ta nhớ người yêu ở nơi cao tương kín cổng, suốt ngày bị cấm cung trong cửa buồng khuê. Ừ tội gì không lẽ ca đã cắn câu lại chịu vứt cần đó để phí hoài mất cái bò lạc rồi đưa khác nó nước trước bẻ hoa thì dại hơn cầy, cho nên anh ta lại mon men đến đứng ở bờ dậu nhìn vào để thăm tin tức. Khi tích ngủ nào thấy bóng hồng vào ra, anh ta mới lách qua hàng rào, có lẽ định bàn với cô em cái trước sổ lồng tháo củi. Nhưng mà khốn nạn cho con tớp, người ta biết tính quan viên mê gái hay liều, nên đã quyết với nhau rằng thế nào rồi tớp ta cũng còn đến nữa, vì vậy họ không thả con chó cây ra vội, để dùng kế mỹ nhân thì mới giữ được con tớp vào chồng để đánh chết. Cái số con tớp đến ngày hôm nay là hết, hẳn các ngài cũng đoán như vậy chứ gì. Phải, nhưng nó chết một cách thảm thiết, một cách đau đớn, khiến cho ai được mắt trông thấy cái phứt sau cùng của đời nó, cũng phải dùng mình ghê sợ cái bà tình, cũng phải thương xót những con người đương đắm đuối trong bể ái. Con tớp nhìn trước nhìn sau, lưỡng thưởng đến bên cạnh cuối. Khi nó tưởng rằng được bình yên như mọi ngày, nó bèn ngoài nguẩy đuôi như phất cờ thắng trận chạy xung quanh cũi như điên như cuồng, rít ầm lên rồi thò mõm vào hít lấy hít đề. Nó hôn chán như thế rồi nó thè lười ra liếm, liếm mặt, liếm lưng, liếm cả chỗ không đáng liếm. Con chó cây thây tình lang ân ái hình như sóng tình cũng siêu siêu nên nằm yên. Con tớp thừa cơ, tiến đến gần, cố chui lách cái đầu vào khe cũi giữa lúc ấy, người ta thỏ dây thương thòng lọng vào cổ nó và dòng buộc vào cột nó không biết rằng đã mắc vào chồng nó cứ tuân theo mệnh lệnh của nữ thần venus lách đầu vào khe không ăn thua nó mới nhảy hai chân trước lên mặt cũi như lối mọi khi của nó nhưng cũng không thấy công hiệu gì nó lại đành nằm ẹp xuống đất liếm lấp liếm để rồi lại cố lấy đầu muốn hẩy cho đổ cái cũi dành là nó muốn đạp tiêu phòng để vớt người trầm luân nhưng sức nó không sao làm truyền được cả cái cũi nặng trong nhốt một con chó phốp pháp, nó đành chịu phép lúc này người ta thò dây vào hai chân trước nó thiếp chặt lại và trói ghì ra đắng lưng lạ cho con tớp chẳng thấy cái tình thế nghiêm trọng hình như nó chỉ nghĩ làm sao cho đạt tới mục đích là được cọ sát vào người yêu còn ngoài ra nó chẳng trông thấy chẳng để ý cái gì cả con chó cái ở trong cũi thấy sự nguy hiểm cắn giống lên mấy tiếng để ra hiệu cho bạn biết vụ bắt bớ quan trọng nhưng con tớp thì như bị mù mắt cứ rít cứ liếm cứ cố nhắc đầu lên cho vừa tầm thỉnh thoảng nó thấy vương víu khó chịu, thì cũng hục hặc cửa cậy nhưng hễ cái lưỡi nó còn được gần bên mông con chó cái, thì nó lại yên ngay. Ấy thế rồi người ta cột nốt hai chân sau nó lại. Bây giờ thì nó chỉ còn cửa cậy được cây đuôi và cây lưỡi mà thôi, mà thật là nó mê gái đến nỗi chết đến đít mà không biết. Chẳng thế, bị trói mất cửa mà đầu nó còn hục vào bẹn con kia, đuôi còn ve vẩy ra dáng khoái chí lắm. Con chó cái thấy tấn bi kịch bên cạnh lồng lên và cắn rầm rầm, rồi cựa mình sang chỗ khác. Con tớp cũng lăn lộn theo đến gần, nhưng chân bị trói không đi được vậy mà nó mặc kệ. Nó cố lê bằng bụng để được đến gần chỗ la liếm cho thỏa dục tình, rồi nó rít lên mấy tiếng đắc thắng. Nếu ai chú ý nhìn cái chết của con tớp mới thấy động tâm. Trói xong, người ta dốc ngược nó lên xà nhà nhưng ác quá. Họ tinh nghịch để cho cái, mõm nó vừa đúng với bạn gái nó. Bị đau đớn, nó cũng cựa cẩy cũng dãy rùa. Nhưng khi mắt nó trông thấy con chó cái, thì như nó lại quên hết mọi sự để cố chịu đựng nỗi khổ thống về vật chất mà ngoe nguẩy đuôi và thè dài lưỡi ra, làm cái việc sung sướng về tinh thần. Lúc ấy, người ta bắt đầu xử tội nó, người ta chẳng hai đầu dây buộc cổ nó, thiết thật chặt lại cho nó mất cửa, rồi thỏ đao nhọn vào họng nó, cưa mấy nhát. Con tớp ạc ạc kêu rú lên vài tiếng, tia máu vọt ra. Không hiểu nó có biết là sắp chết hay không nhưng sau khi không còn hơi sức mà dẫy nữa, mà mắt nó vẫn chăm chăm vào con chó Tây, lưỡi nó vẫn thề lè ra để liếm la liếm liệt, đuôi nó vẫn vẫy nhanh nhổ như thường. Nhưng chỉ được vài phút như thế, rồi mắt nó đờ đi đuôi nó yếu đi, lưỡi nó cố thỏ dài ra mà liếm cả vào thanh củi. Rồi dần dần, như chiếc đồng hồ hết dây đuôi nó không vẫy được nữa, hoặc là xuống, mắt nó hết tinh thần, nhưng chỉ còn có cây lưỡi là vẫn còn ít tinh lực sau cùng thấy đưa đi đưa lại được đến năm sáu cái nữa mới im hẳn. Thế là con tớp hy sinh tính mệnh để thờ phục ái tình, vậy mà đã chắc gì nó biết là nó đã chết. Nhưng chó chết hết chuyện, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa